Yo, hello, what's up cho anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình, Dây Từ Từ Bà Rạo người nha. Chào anh em của game Go Moon Thoại, mình Dây Từ Từ Bà Rạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa ở video cho anh em xem video, về đầu video anh em xin like và một subscriber cho nó phát triển nha, của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục trình xem kết quả vui chơi sự kiện mới anh em nhé. Bảo này khai mở cái chuối đi, sự kiện đi. Tôi vừa mới thấy trên fanpage anh em, giờ chúng ta sẽ nhau điểm qua nhé. Bảo có truyền tin nhận quà được các kiểu, nói chung nhiều cái hot. Ok, video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm qua luôn gọn nhé. Trước mắt thì cần quét qua đây anh em. Rồi, ok, x10. Càn quét x10. Rồi, xương xương. Đoạn giờ. Ok, tích mấy hôm nay cũng đổi đủ 5 mạnh đầu tiên của Sengoku tuần này rồi anh em. Chuyện diễn ra 5 ngày nữa, cố gắng. Đó, ra cái fanpage anh em nhé. Một nữa. Đây, mình không cứ bị quên quên anh em. Đây rồi. Fanpage này anh em. Sự kiện loan tin phiên bản mới anh em, Tứ Hoàng Đại Chiến. Các thuyền trưởng đã sẵn sàng cho phiên bản mới tháng này chưa? Tham gia loan tin nhận nhiều phần quà anh em, thời gian đến hết ngày 30 tháng 3 các bạn nhé, 4 ngày lận để anh em tham gia. Các bạn chỉ việc tìm và share bài viết ở dạng công khai, comment Tứ Hoàng Đại Chiến kèm theo con số may mắn có 4 chữ số UD cộng server. Kiểm tra tin nhắn nhận quà loan tin. Quà con số may mắn sẽ được gửi vào, sẽ gửi random vào buổi livestream ngày 27 tháng 3 anh em, có nghĩa tối ngày mai đó. Phần quà cho anh em tham gia thì các bạn sẽ nhận được 500 kim cương, 500 belly, 2 đùi gà, 2 tặng thịt, 2 vé quay may mắn và 1 dương 2 tặng điện thoại. Phần thưởng đàn mốc 3k like, 1k xe ALL server, nhận về 800 kim cương, 800 belly, 10 dương đá cấp 1, 1 dương nguyện tím và 1 dương huyền đặc tặc. Mốc cao hơn thì là 5k like và 3k xe thì chúng ta sẽ nhận vẫn là quà ALL server các bạn nhé. 1, 2, 3, 4 kim cương, 1 triệu dưới belly, 1 dương đá cấp 4, 1 dương nguyên liệu tím, 1 dương nguyên liệu cam, 1 dương VIP Tứ Hoàng và 10 phần quà dành cho con số may mắn trong buổi livestream ngày 23 anh em, đó 888 kim cương, 2 triệu belly, 2 vé quay chí tôn, 2 vé quay may mắn, 1 dương nguyện tím và 1 dương VIP Tứ Hoàng. Đó là điểm qua để anh em để tham khảo qua, đó là loan tin phiên bản mới anh em, Tứ Hoàng Đại Chiến. Ok, chúng ta lại chuẩn bị cập nhật phiên bản mới rồi. Ngoài ra thì khi đặt niềm tin đúng chỗ, các thuyền trưởng có thể gì ấy? Cảm nhận được hai chưa? Rồi. Kênh thanh toán, mở kênh thanh toán mới anh em. Dự đoán tướng mới nữa, không bước. Nói chung thì anh em nào chưa tham gia thì tham gia thôi. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cái sự kiện này các bạn nhé. Các bạn có 3 bước tham gia, đầu tiên live team và share bài viết công khai, comment Tứ Hoàng Đại Chiến kèm con số 4 may mắn kèm theo UD và server. Team và share bài viết dạng công khai anh em. Comment 4 con số may mắn à. Đầu tiên là Tứ Hoàng Đại Chiến anh em. Tứ Hoàng Đại Chiến mà. Con lại ta, xem lại nào. Tứ Hoàng Chiến các bạn, Tứ Hoàng Chiến các bạn, tấm tí này Tứ Hoàng Chiến anh em, chứ không phải Tứ Hoàng Đại Chiến. Tứ Hoàng Chiến thôi anh em, hay vậy. Và kèm theo 4 số may mắn của mình à. 3, 2, 5, 1. Rồi. Ok, tiếp theo là UD cộng server. UD thì về game đấy là anh em, tôi cũng chẳng nhớ UD còn game này. Về game chính là UD là anh em. Rồi, ok các bạn. UD là 110370. ID 110370. Server 1. Đúng không? Đúng rồi anh em. Đó. Đây, tham gia anh em nhớ tham gia đầy đủ các bạn nhé để nhận quà.
Mỗi ác đang ra được 1 UD. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ghé qua nhóm xem có gì hot không anh em. Nhóm chính thức. Này, code phải luôn anh em. Anh em hút chưa? Ủa, code gì mà hút chưa? Cái sự kiện dự đoán anh em. Sự kiện dự đoán ông nào đoán đúng là nhận được code này, với tôi nhận rồi. Nhận chưa nhỉ? Nhận rồi nhưng mà tôi chưa nhập anh em. Đi nhập đã, đi lấy đã các bạn. Mém quên còn có code nữa anh em. Rồi, trước mắt về game đây anh em nha. Nhận quà thì đấy, công ty tôi check lại sau anh em. Cái đấy tôi check lại sau, còn ngày mai cập nhật các bạn sau. Anh em quét Gmail đều vừa. Ok. Đâu rồi? Đây rồi. Nhập code. Ok anh em, có đề mới. Tranh thủ lượng mọi nha. Tranh thủ lượng anh em. Khá là ngon. Được 2 phiếu quay. Quay nào. Luffy. Ở đây ra được Kiraru đồ thì ngon anh em. Ở đấy. Piro. Cũng được, xương xương. Sự kiện thì có điểm danh. Này truy lá ta. Này truy lá cô lồ anh em. Luffy Walo. Tích nạp đỉnh cao. Hôm nay lại còn 3 ngày nữa lại reset lại à. À đâu, nhận được kit nữa, cả nhận được Uta anh em. Hôm bữa là Yamato à. Bá vương thức tỉnh. À, tùy chọn. Đập đêm mùa xuân anh em. Vẫn vậy chứ thay đổi nhiều. Hôm nay đổi 500 thì nhận được Kuran này. Có đổi xíu thôi nhưng không thay đổi quá nhiều. Rồi, chích túi coi anh em. 2, 4, 6 dương anh em. Giá cấp 1. Một dương tím này. Đá cũng chưa nhiều anh em. Thôi vẫn cứ gom. Đá tạm thời trước mắt tôi cứ gom đấy anh em. Gom được nhiều nhiều nên thẻ cho nó fail. Hôm nay như là không, hôm nay không mở nhiều. Hôm nay vô biển đồ đánh thoải mái này. Hôm nay đánh tỷ chọn. Nên có tin thư vấn lý kiếm ít điểm tí đánh sau anh em. Thì qua top đi. Làm vài vấn PK top anh em. Vẫn đang ngứa tay ở trận bữa. 490. Toàn team cố gắng. Hay quá. Có lên nào. Có lên nào. Ok à. Cố lên bữa nay toang đấy nhờ. Rồi đội bạn có nguyên đội hình anh em. Đánh nào, đánh xong đội bạn nguyên đội hình này. Cày thế. Ôi. Ok các bạn, 444k. Liệu ăn được không? Liệu cửa rất được team này không anh em? Vô, càng đấy. Càng đấy. Một win rồi anh em. Càng thì càng, nhưng mà chúng ta có cửa win rồi. Chúng ta có cửa win rồi, nhìn thấy anh em. 89, 389 này mưa đang lại gặp lỡ mà đám máy không gặp lại được anh em. Giờ reset xem có cơ hội gặp lại được không. 86 này. Ui dồi ôi. 49. Xì giáo xì thôi bỏ đi anh em. 48. Xì giáo xì cu. Ô đợt này. Giao lưu thử coi anh em. Người sập xì giáo xì nói là nói anh em. Vẫn căng lắm. Người sập xì giáo xì vẫn căng lắm anh em. Không phải nói đâu, đến đâu đến gọi vẫn căng, vẫn là căng. Vẫn là căng lắm.
Đó, bạn nói đâu nói anh em, bác sĩ rau xì vẫn là căng lắm. Dầu đen nữa. Đây là được bắt 89 của anh em, làm ván đây bắt 89 rồi. Tám chín à, không dễ gì gặp lại anh em. 78 Uta thấp thấp nhưng mà được chín à, được chín thấp thấp nhưng mà toàn tướng khủng thôi anh em, đánh không có lại. Ok, nói chung thì video này cập nhật qua tình hình sự kiện đó anh em nhé. Hiện tại quả cốt đang có anh em nhanh thủ lên lượm ạ. Ok, đầu video ngày nay chắc tạm thời tôi kết thúc thôi. Nào anh em tiếp theo, cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Tự Tử Gờ Bá Đạo rất nhiều. Đừng quên lại kênh một like và một subscribe của channel nhé. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn lại tiếp theo, tạm biệt. Thank you.